Hello. Hello. Hello em. Hôm nay em muốn làm gì nhỉ? Năm mình năm mấy? Sao lại làm mình làm mấy? Thế nhà anh có cái gì? Nhà anh có phun lông mày với cả phun môi ấy. Em muốn làm phun lông mày hay Cả hai. cả hai luôn hả? Thế em muốn làm hair chalk hay là phun? Rồi tóm lại làm gì đẹp là được nhá. Rồi em muốn làm màu đen hay màu đỏ? Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Dẹp tiệm. Rồi ok. Thì lông mày của em ấy thì anh nghĩ là bây giờ lên làm cái đầu lông mày nhá. Đầu lông mày là mình làm sợi, còn đuôi lông mày thì mình sẽ phun ha. Đó, thì form dáng anh nghĩ là sẽ làm cho em cái dáng bay một xíu. Làm cái này thì em sẽ mất khoảng 2 tiếng. Ok không? Có mất tiền không anh? Ừ, có chứ. Có à? Ok. Nhưng là chút chút thôi à. Bắt đầu nhá. Ok, bắt đầu nha. Gì thế thì lẳng nhặng.